Xin chào tất cả các anh chị, em là Việt Anh. Và hiện tại bây giờ trên tay em đó là quần lót Nhật Miu Mu Mu do shop Men Store bên em đang độc quyền phân phối tại Việt Nam. Và sản phẩm này đang là trong top 3 những sản phẩm được ưa chuộng nhất tại Nhật Bản hiện nay. Chưa nói đến sự thoải mái khi mặc quần. Chỉ cần mới nhìn qua thôi chúng ta cũng đã để ý thấy một chiếc quần được để trong một túi giấy, được thiết kế hết sức cầu kỳ và sang trọng. Đây là một gợi ý tuyệt vời cho các chị em để làm quà tặng cho người yêu hay cho ông xã thể hiện sự tinh tế của chị. Em bật mí nhỏ cho các chị biết nhá, là theo thống kê thì đa phần tất cả những anh em luôn muốn các chị em là tặng những món quà nó đơn giản thế này thôi. Quần của chúng ta thì có 4 màu, đó là màu xanh navy, màu trắng, màu xám và màu đen. Đặc biệt, quần được làm từ chất liệu vải lụa, sữa dê, rất là cao cấp, sang trọng và mát lạnh.